hôm nay sẽ cùng mẹ mình làm món tôm nướng muối siêu cay cho các bạn xem nha. Tôm này nãy mình mua á các bạn, nó còn sống nó nhảy đạch đạch luôn á, mà giờ mình để chưa được 5 phút mới chết hết trơn à. Con tôm bự bự thôi mà các bạn, nó có gạch luôn á. Mình sẽ đâm muối để mình ướp tôm á, còn mẹ mình sẽ xỏ tôm nha. Hôm nay mình có cho mẹ mình tham gia quay clip với mình á, các bạn nhớ ủng hộ mẹ mình nha. Mình chưa có một gân đều á các bạn. Muối mình đã đâm xong rồi nè các bạn, mẹ mình cũng xỏ tôm xong rồi, giờ mình sẽ múc muối ra để ướp tôm luôn nha. Giờ mình sẽ múc một ít ra để mình ướp, sau đó mình chừa lại một phần để tí nữa mình chấm á. Sắp tới đây á, mình định tạo cho mẹ mình một kênh á, Bà Tư Vlog. Nếu các bạn ủng hộ mình thì hãy nhớ cho mình xin một like nha. Hôm nay thì mình cũng sẽ nướng tôm bằng bẹ dừa nha các bạn. Giờ mình sẽ đợi cho bẹ dừa nó cháy thành than rồi mình sẽ nướng nha. Nó đã có lửa than rồi đó các bạn, giờ mình sẽ cho dĩ lên mình nướng luôn nha. Cho dĩ lên luôn đi mẹ. Hôm nay mẹ mình nó sẽ làm gia chính, mình chỉ phụ thôi nha. Các bạn thấy món này nó đơn giản như vậy chứ một hồi là tốn bia lắm á. Tôm này nó nhát lửa lắm á các bạn, mình mới để vô một con tôm nó đỏ hết rồi nè. Nó có mùi thơm luôn rồi đó. Hôm nay mình mới tuyển được đầu bếp á các bạn. Đầu bếp này ở bên Mỹ mới về luôn nha. Nhưng mà Mỹ này là Mỹ hội. Trời, tôm nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Món này là món mình yêu thích luôn á. Mẹ mình biết mình thích món này bởi mẹ mình mua cho mình nè. Tôm này là tôm gì vậy mẹ? Tôm diếm. Tôm nhím hả? Ừ. Chứ con tưởng là tôm càng xanh đâu mà thấy hai cái càng nó xanh dần. Ừ, tôm nhím. Trời ơi, sao mẹ đổ mồ hôi dữ vậy? Để con lau cho mẹ nha. Quá đẹp. Quá trời mồ hôi. Mẹ ơi, tôm gì là nó đã chín chưa mẹ? Chín rồi. Nhìn thấy thèm quá đấy mẹ. Giờ tôm nó đã chín rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ gấp ra dẻ luôn nha. Giờ mình có mồi nè, có ai Hùng Bi với mình không nè? Tôm nó thơm quá các bạn ơi. Hấp dẫn quá. Nhìn ngon quá nè. Tôm nãy chín hết rồi hả mẹ? Ừ, chín rồi. Rồi giờ mình sẽ gấp ra chuẩn bị ăn nha.
mời các bạn cùng dùng chung với mẹ con mình nha. Mẹ mình thì không biết uống bia cho nên mẹ mình sẽ uống nước suối nha. Còn mình thì mình sẽ uống bia. Trời ơi, tôm nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ lọc cho mẹ mình trước nha. Tôm này nó nhát lửa lắm á, mình nướng á, mình để lửa vừa thôi, mình để quá là nó sẽ bị khét con tôm á. Hôm nay mẹ mình nướng tôm ngon lắm các bạn. Nhìn hấp dẫn quá. Mẹ ăn đi con thèm. Ăn đi mẹ. Ngon không mẹ? Tôm dai lắm các bạn. Thịt nó rất là ngọt. Đúng là ngon như mẹ nấu. Ngon quá hả mẹ? Mẹ mình không có răng các bạn cho nên cắn con tôm nó không có đứt. Mà ngon là không thể thiếu bia nha các bạn. Đô mình á là chỉ 2 lon thôi, nhưng mà mình hứng lên á là mình uống cả thùng luôn, mà nhỏ lớn giờ mình chưa hứng lần nào hết. Vô mẹ, vô. Nước suối cũng vô luôn. Ngon quá ha mẹ. Ăn nhanh đi để con ăn hết bây giờ. Ăn đi mẹ còn nhiều lắm. Cay không mẹ? Cay. Mẹ mình ăn cay dở lắm các bạn. Mình đâm có 3 trái ớt mà mẹ nói cay dỉnh mỏ. Đây, con tôm này ngon này mẹ. Mình với mẹ mình ăn hết dĩa tôm này là khỏi ăn cơm luôn các bạn, no luôn. Tôm ngon quá các bạn ơi. Cái đầu của nó gặt không à. Ngon hả mẹ? Hôm nay mình cho mẹ mình lên sóng. Nhưng mà tội nghiệp mẹ mình quá, không có răng ăn tôm, cắn hoài không đứt. Ngon mà. Mình uống bia riết á, mình thấy nó giống như là nước mía vậy các bạn. Ngọt ngọt. Thịt tôm nó rất là ngọt các bạn. Mình ăn tôm này mà mình tưởng tượng mình đang ăn tôm Alaska. Để nào mình có tiền mình mua tôm Alaska để cho mẹ mình ăn. Nhưng mà mẹ mình không có răng chứ mình phải đầu tư cho mẹ mình thêm một hàm răng nữa. Ăn cắn mới đứt chứ tôm này mẹ mình cắn còn không đứt rồi. Tôm Alaska cắn dài gì sao đứt nổi. Cái này mẹ ăn mẹ phải uống bia mới ngon nè, mẹ uống thử một miếng bia. Thử. Không uống. Dụ cho mẹ xỉn mẹ quậy luôn mà mẹ không uống. Không.
ăn hết nổi rồi các bạn ơi. Chắc mình ăn hết con này mình cũng ngưng ngưng quá. Mẹ con mình xin clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích kênh của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn.